Hey, hôm nay là xin chào toàn thể các anh em. Trước tiên là xin cảm ơn các anh em đã đến dự buổi tiệc tiếp tiên của câu lạc bộ hôm nay. Thì hôm nay thì cũng có nhiên đây một số anh em về nước, nhưng mà hôm nay cũng một số anh em thì không đi được, công ty cũng nhớ bổ đi cài nên là không đến được. Thì và bên cạnh đó thì chào đón một số anh em mới vào, mong rằng từ nay các anh em chúng ta sẽ cố gắng làm sao để lắng xuống thì rồi thì không ai hiểu ai lên, không ai kéo ai đi thì nó sẽ giảm dần, nó sẽ nhạt dần, nó sẽ nguội dần đi, nó sẽ phí đi. Đó, thế thì năm mới sắp tới, năm cũ thì cũng sắp qua. Đấy thì chúc anh em sức khỏe, làm ăn thì lúc nào cũng may mắn. Gia đình thì lúc nào luôn luôn mạnh khỏe. Thật ra đi du học xong rồi đi làm, hồi xưa là ở Kobe, đang tiền lộ Kobe. Thì trong nhà Hưng Đai gặp bố anh Lâm. Thì đó có một câu nói em đúng rồi, cảm thấy đúng là đúng là sao? Đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ duyên thì sẽ gặp. Mà hôm nay được gặp mọi người ở đây, được gặp được bóng, được gặp làm quen với mọi người thì em thấy là cái duyên. Em sang đây thì được 5 năm rồi em. Do với anh Lâm và các anh em ở đây thì cũng gọi là bình bình thôi. Thì đợt vừa rồi, năm vừa rồi em cũng mạnh dạn và cũng đi riêng. Và bây giờ đang kinh doanh ở Đức Anh bất động sản xuất nhập khẩu. Rất mong anh em là nếu như ai mà có mong muốn để thuê nhà hoặc là có hoạt động liên quan đến ngành nghề chuyên môn của em thì cũng rất được để anh em tạo món ăn. Lý do thì em chọn bóng chuyền, lý do ngày hôm nay em đến đây thì cũng là do duyên, đó là biết anh Vũ này, em là Quân cũng tham gia vào rồi. Em thấy là bộ môn bóng chuyền mình cũng rất là hay, phối hợp đồng đội, rồi đoàn kết. Em rất là mong muốn đến đây là được làm quen rồi đến sau đó thì mọi người rèn luyện sức khỏe. Đi làm rồi thì các anh em biết hoặc là các anh em rất là hiểu, ai cũng biết là sức khỏe rất là quan trọng. Rất là mong là sang năm tới là chúc tất cả anh em đầu tiên là sức khỏe, thứ hai là món chuyện mà không may mắn được học hành công việc, và rất là mong muốn là vất vả đến trước này cho được anh chị chuyện em tắm vào đấy, em sao tắm vào chuyện em là người em tắm với cảm em cảm thấy vì thế em mới ở lại. Thực chất thì vì cuộc sống cũng công việc cũng nặng nhọc em cũng định bỏ, nhưng mà vì cái kiểu là bóng chuyền thì không thể thiếu ấy. Người yêu em ấy hỏi xong bảo là không được cho đi bóng chuyền mất xin chào của người yêu là... nhưng mà sau thì em không biết là chị các chị như thế nào, nhưng mà nếu như kiểu mà em thấy là không hợp về thể thao là tự nhiên em cảm giác như kiểu không hợp về cách em là... sinh năm 88 qua Nhật được chắc vừa tròn 6 tháng thôi. Em hiện tại đang là thông dịch cho một trường tiếng ở Nara chứ không phải ở đây. Cuối tuần thì phải lớn lên đây chơi tại vì nó buồn lắm. Thôi hôm nay là hân hạnh được biết mặt mọi người. Em cứ chơi nhưng ăn thì em giỏi lắm, tại vì đi ăn lần nào em cũng khó khăn. Mong mừng người giúp đỡ và năm mới sắp tới thì xin chúc sức khỏe mọi người và vạn sự như ý. Quê Cần Thơ. Do chồng em là chơi thích chơi bóng chuyền nên em đi thay đổi tầm giờ, là em cũng thích nữa nhưng mà mùa đông thì lạnh quá đi không nổi. Với lại các bạn thì không có ai chơi đi theo một cuộc được quá. Lý do đi không nổi. Sao mà đi không nổi? Đặc biệt thì chị đi. Xuân này vắng nhà,
cho đời. Nếu như em yêu bằng xây đắm cho đời thì về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân một hoa sắc hồng chiều xuống gió xuân lòng trái người cho mỗi em ngỡ ngàng người đến cho tình anh chờ Tuấn xin gửi tới tất cả mọi người bài hát mùa xuân yêu thương, mùa xuân yêu thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người.